Chúng ta tiếp tục set thứ 3 và trận công đài thứ 2 lô đài 73 giữa Nguyễn Trung Đoàn và Nguyễn Nhật Minh. Không đều. Ủa sao ghê vậy? Một không, set thứ ba. Một hai. Con này ra đò này hai đều. Hai ba. Ba bốn. Năm ba. Hai. Năm bốn. Bốn sáu. Tám bốn. Hai
55. Sáu tám à, rất hay. Và chả rất nhanh của Nhật Minh 78. Tám đều. Tám chín. Chín đều. Mười chín. Mười mười một. Một tay đang đếm, một tay gặp dễ không? Nó mới có 10:30 à? 11. Thì chấp chỉ 2 năm. 11 đều. Tay ngủ hả? Ra đi ngủ đi. Mười một, mười hai. Mười hai đều. Nắm đầu ơi, cứu anh mà không dùng thấy. Dùng vô bên ơi. Hãy xuống tiếp. Ba bốn cháy rồi ơi. Mười hai, mười ba. Và 14-12. Tỷ số toàn cục tạm thời là 2-1 cho Tây Vật Công Đài Nguyễn Trung Đoàn.